gồm một áo và một chân váy. Đai của em đang đeo là đai 79 với giá 79.000, kính V100 với giá bao nhọ 100.000, túi T13 150.000, dép trong 155.000, áp dụng cho chị yêu nào chia sẻ like. Quá xuất sắc luôn đúng không ạ? Trời đất ơi, quá đẹp luôn. Đây là đang là một cái siêu phẩm nhá, và chỉ tại sau chúng Vani 56 lượng để bên Thái Nguyên các chị yêu mới có thể mua với giá bao nhiêu ạ? 159.000, quá xuất sắc luôn nha. Và cái đó set hồng của em đang để ở đây, có cũng phát ra hàng là set hồng 149.149.000, áp dụng cho chị yêu nào chia sẻ like. Đủ 2 size SML và toàn bộ sản phẩm bên em là bao không xù nhá, không xù, không bay, không nhão, quá là xuất sắc luôn thực sự ạ. Đến bản thân em không thể nào tưởng tượng nổi tại sao. Rồi ok các chị ơi, đợi em một xíu nha. Rồi ok các chị ơi, đây nha các chị ơi nha. Quá là xinh luôn đúng không ạ? Đây em bỏ dáng cho chúng mình xem nhá. Nếu chị nào không thích là mình sơ vin thì chúng mình có thể bỏ xuông này, cũng rất là xinh đúng không ạ? Đây nha các chị yêu nha. Comment cho em là gì ạ? Túi T13 kèm điện thoại mua ngay với giá là 150.000. Áp dụng cho chị yêu nào chia sẻ like hai màu đen và màu bò. Còn cái chân váy của em đang mặc nha các chị yêu nhá. Cái set đồ của em đang mặc nhá thì có cú pháp đặt hàng là F159. Kèm điện thoại đơn hàng sẽ được tự động cập nhật thành công ở trên hệ thống với giá 159.000. Bao giá toàn quốc cho chúng mình và chỉ có tại shop Sùn Bunny. Các chị yêu yên tâm, các chị yêu có thể lướt Facebook cả một ngày hôm nay, các chị cũng không thể nào tìm được shop nào có bán cái mẫu này với giá 159.000. Chuẩn form dáng của em đang mặc và chuẩn set của em đang mặc các chị nhé. Đây các chị ơi, quá là xuất sắc luôn. Comment nhanh tay xem tên sản phẩm kèm xuống loại sẽ được lên đơn hàng thành công nào. Trời đất ơi, cái đai của em đang đeo là đai đai 79 các chị yêu nha. Đai 79 với giá bao nhiêu ạ? 79.000. Áp dụng cho chị yêu nào chia sẻ like. Còn cả một set đồ là gì ạ? Một áo và một chân váy có cú pháp đặt hàng là gì? Là F159, 159.000, đủ 2 size SM. Từ 38 cho đến tận 60 cân mặc vừa là cái phong cân nặng an toàn. Còn nếu như mà chị nào hơn 60 cân thích quá vẫn có thể mặc vừa được. Nhưng em không chắc chắn là độ mặc đẹp nhá. Tại vì là hơn 60 cân em chỉ sợ là nếu như người gọn thì vẫn ok. Còn nếu như người không gọn sẽ mặc nó hơi không đẹp một xíu. Đây là phong cân nặng an toàn là từ 38 đến 60 cân và 2 size SM. Từ 38 đến 60 cân các chị yêu nhá. Rồi, cái set đằng sau là set hồng các chị yêu nhá. Và ngay bây giờ em không để cho chúng mình chờ lâu nữa, em sẽ lên màu trắng cho chúng mình để chúng mình có thể là xem là cái set màu trắng nó đẹp như thế nào các chị yêu nhá. Đợi em trong vòng vài giây thôi được không ạ? Em sẽ qua mẫu rất là nhanh nhá chúng mình nhá. Đây chị nhá, túi cầm trên tay túi T13. Chị lấy cái một dâm T13 kèm màu, kèm số điện thoại giá 150k chị nhá. T13 là có dây đeo bên trong ạ. Chị lấy cái một dâm T13 kèm màu, kèm số điện thoại giá 150k. Cạp của nó là cạp chun nên là cực kỳ dễ mặc nhá chúng mình nhá. Áo bờ ra em đang mặc là áo bờ ra 80 kèm số điện thoại. Đơn hàng sẽ được tự động cập nhật thành công ở trên hệ thống. Rất là xinh luôn áo bờ ra này. Áo bờ ra nhà em là áo quyền và rất là thần thánh các chị ơi nhá. Nhanh tay comment cho em tên sản phẩm kèm dưới thoại sẽ được lên đơn hàng thành công. Set hồng xíu nữa em sẽ lên, có cú pháp đặt hàng set hồng 149. Nếu ưng quá rồi các chị yêu ơi hãy đặt nhanh lên, tại vì là tí nữa em sẽ mặc lên là không có hàng đâu, tại vì có đúng 10 set hồng thôi. Chị nào nhanh tay thì có hàng và chị nào không nhanh tay thì có đặt thì cũng không có đâu các chị yêu nhá. Còn đặt em 50 set hay 100 set cũng không có hàng, tại vì em về duy nhất được 10 set cho 10 chị nhanh tay nhất. Comment cho em là set hồng 149 kèm dưới thoại sẽ được lên đơn hàng thành công các chị yêu nhá. Riêng canh mặt đã đẹp như thế này rồi thì em lên cực kỳ đẹp luôn, các chị hãy yên tâm điều đó nha. Em sẽ lên màu trắng set F159 cho chúng mình đây, quá xuất sắc luôn. F159 các chị yêu nhá, F159 kèm điện thoại đơn hàng sẽ được tự động cập nhật thành công ở trên hệ thống này. Rồi ok, rồi ok cái á. Các chị yêu ơi, đơn vị vận chuyển hiện tại bên em thì đang trong tình trạng quá tải, với lại đôi khi bị tắc biên nữa nên là hàng hơi chậm một chút, nên là mong chị yêu mong các chị yêu thông cảm nhá và cố gắng chờ đợi cho em với khi mà chúng mình đã muốn mua những cái sản phẩm siêu đẹp và siêu rẻ thì chúng mình chờ đợi một hai ngày, thêm một hai ngày nó cũng không đáng gì so với khi nhận được sản phẩm mình ưng ý được, được không ạ? Đó nên là các chị yêu ơi thông cảm cho em với, tại vì khi mà đơn hàng bên em lên là lúc nào em cũng muốn là các chị yêu là người nhận nhanh nhất, thế nhưng mà đôi khi nhanh hay chậm là do đơn vị vận chuyển nữa, thế nên là có chậm một hai ngày, một vài ngày thì các chị yêu vui lòng kiên nhẫn cho em với các chị yêu nhá. Vừa rẻ vừa đẹp, chậm một chút cũng không sao đâu đúng không ạ? Miễn là đồ của mình là rất đẹp và cực
rẻ đúng không ạ? Rồi, set của em đang mặc là F159 các chị đâu nhá. Đây trời đất ơi, đẹp lắm luôn. Quá xuất sắc luôn. F159 các chị đâu nhá. Có hai màu là màu gì ạ? Là màu nâu và màu đen kèm xuyến thoại sẽ được lên. Màu nâu và màu trắng kèm xuyến thoại sẽ được lên đây là để câu. Đây các chị yêu ơi, trời ơi. Màu đen nó đã xuất sắc rồi mà màu trắng nó lại còn càng xuất sắc hơn nữa cơ. Đây ạ. F159 màu trắng hoặc F159 màu nâu kèm với xuyến thoại đơn hàng sẽ được tự động cập nhật thành công ở trên hệ thống. Rồi. Em có thấy có một bình luận ở một bên máy là em lấy váy vàng áo trắng hay đại loại cái gì đấy, thực sự là em không biết là các chị yêu đặt cái gì, các chị yêu đặt gì thì comment cho em tên sản phẩm kèm số điện thoại để đơn hàng của chúng mình sẽ được tự động cập nhật thành công ở trên hệ thống. Tại vì rất là nhiều mẫu và đôi khi thì các chị yêu bình luận em không thể nào trả lời được các chị yêu, nên mong các chị yêu thông cảm nha. Set của em đang mặc của phát đặt hàng của em nó là F159 kèm với màu nâu hoặc kèm với màu đen kèm với số điện thoại sẽ được lên đơn hàng thành công. Chân váy set của em để ở đằng sau đây, em có thể cho gần một xíu để cho chúng mình xem nha. Đó là gì ạ? Là set hồng 149. Set hồng 149 các chị yêu nhá, quá xuất sắc luôn. Set hồng 149 kèm số điện thoại sẽ được lên đơn hàng thành công với giá bao nhiêu ạ? 149.000 đủ hai size SM từ 38 cho đến tầm 57 cân mặc vừa các chị yêu nhá. Xíu nữa sau khi em mặc xong cái set này là em sẽ mặc lên cho chúng mình xem. Đây các chị yêu xem này, cái mẫu của em đang mặc đây có cú pháp đặt hàng là gì ạ? Là set F159 kèm với màu, kèm với size, kèm với số điện thoại đơn hàng sẽ được tự động cập nhật thành công ở trên hệ thống này. Túi tên 13 với giá là 150.000. Đai của em đang đeo là đai F79 nha. Đai của em đang đeo là 79. Comment cho em là đai 79 kèm số điện thoại đơn hàng sẽ được tự động cập nhật thành công ở trên hệ thống nha. Trời ơi quá xuất sắc luôn. Đai 79 còn cả một cái set này gồm một tang này, một áo này và một váy mà chỉ có giá là 159.000 thôi. Thực sự là một cái siêu phẩm như thế này, vừa đẹp vừa rẻ như thế này chỉ có tại shop số Vani 56 Lương Thế Vinh Thái Nguyên. Nếu như các chị yêu quý bên shop, vui lòng chia sẻ like cho em với các chị ơi. Chia sẻ like 5 lần trang hội nhóm này, 5 lần trang cá nhân này. Và nếu như chị yêu nào bị bóp tương tác không thể nào mà chia sẻ like được, bóp chia sẻ thì vui lòng tăng lên bạn bè vào đây cho em với để có cơ hội nhận được cái set đồ này nhá. Set hồng kia xíu là em sẽ lên cho chúng mình vui lòng kiên nhẫn giúp em với này. Trời ơi, cái set này thực sự là em rất là thích. Cái set này quá đẹp luôn, đẹp lắm luôn đây. Trời đất ơi, ngày hôm nay em về rất là nhiều set nha các chị yêu nhá. Về cả bộ thể thao nữa, bộ thể thao cực kỳ hot mà em bán với cái giá gọi là bao giá luôn các chị yêu nhá. Đây ạ, set của em đang mặc có bốn mắt là hàng là gì ạ? Là set 1 F159 kèm số điện thoại, mua ngay với giá bao nhiêu ạ? 159.000 bao giá toàn quốc từ 38 đến tận 60 cân mặc vừa. 60 cân mặc vừa quá là xuất sắc luôn. Đây, em sẽ giơ gần chất cho chúng mình xem. Đừng hỏi tại sao là